Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì quả áo cam chất lượng không anh em? Đấy, quả áo cam nhìn phát biết cái này của kênh nào đúng không? Và hôm nay thì ở đây để giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới đến từ DJI. Không phải flycam, không phải là gimbal dành cho máy ảnh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với gimbal điện thoại. Thì, gimbal điện thoại thì anh em đã biết rồi, Osmo 3, Osmo 2, 123. Và tiếp theo đây thì DJI đã chính thức công bố sản phẩm là DJI Osmo 4. Và ngày hôm nay không thể thiếu được cho anh em, mình đã có Osmo 4 ở trên bàn rồi. Và mình sẽ mở hộp để cho anh em xem là có cái gì bên trong cái hộp này nhá. Về cái hộp thì chúng ta vẫn sẽ thấy giống gần như là tương tự so với Osmo 3, không có gì khác biệt cả. Hộp thì vẫn rất ít thông tin, chỉ có hình ảnh sản phẩm này, những cái đồ ở bên trong cũng như là một số cái tính năng cơ bản của cái Osmo 4 này. Và bây giờ mình sẽ không mất thời gian dài dòng hơn thì mình sẽ mở cái hộp này ra. Rồi. Thì đợt này thì ở trên hộp chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng ngay in ngay tại trên cái nắp hộp này. Nó sẽ hơi khác so với Osmo 3 một chút, thì khác ở đâu thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Trên đây thì là một cái hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng này, cũng như thì chúng ta sẽ có một cái túi đựng và một cái bộ ring, cái mình gọi cái này là cái ring, cũng như là hướng dẫn sách, các thứ linh tinh của cái này. Ok, cái này thì mình sẽ nói sau nhá, và cái túi này sẽ nói sau. Trên hộp này thì nó sẽ in một cái gọi là slogan của hãng của đợt này, đó là Create Magnetic Moment, tạo khoảng khắc nam châm. Ok, thì ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái gimbal Osmo 4 đó. Về cơ bản thiết kế thì các bạn thấy không, nó giống với Osmo 3 mà đúng không? Chúng ta vẫn sẽ có một cái chân ba ở đây đó, mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Chúng ta vẫn sẽ có một cái chân ba khá là đơn giản đó. Màu sắc thì nó đã không phải là màu xám tối như cái phiên bản Osmo 3, mà bây giờ nó sẽ sáng hơn, thì mình trông cái màu này nó cũng sáng hơn, trông cũng đẹp hơn. Rồi, tiếp theo đây thì mọi người đang thắc mắc là với cái cục trần tròn này thì bây giờ chúng ta gắn điện thoại lên kiểu gì. Đây chính là điểm đặc biệt của Osmo 4, đó chính là đợt lần này thì hãng sẽ không chơi với cái kiểu là ngàm gắn sẵn nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ chơi là ngàm nam châm. Và ở đây chúng ta có một cái kẹp, đây chúng ta chính là cái khung mà chúng ta kẹp điện thoại vào để chúng ta gắn lên đây. À, mình sẽ thử kẹp điện thoại của mình lên cho các bạn xem nhá. Rồi, và chúng ta sử dụng như thế nào, các bạn hãy giữ này. Xong rồi, và đó, chúng ta đã sử dụng xong cái này. Bây giờ bật lên thôi. Đơn giản đúng không? Rất là đơn giản. Và đây chính là cái yếu tố mà hãng nhấn mạnh nhất ở trên chiếc Osmo 4 này, đó chính là cái ngàm nam châm. Thay vì như trước đây thì chúng ta phải sử dụng những cái ngàm kẹp, chúng ta phải cân mở ra kẹp vào rồi nó gắn sẵn trên này, thì nó khá là bất tiện. Nó bất tiện ở chỗ nào? Khi mà chúng ta đã sử dụng được cái ngàm kẹp này rồi ấy, thì ví dụ như anh em đang quay phim đúng không, anh em có điện thoại gọi đến, thì đơn giản thôi, nhấc ra sử dụng điện thoại bình thường, thế là xong, khá là dễ dàng. Và khi mà dùng xong thì lại gắn lại, và rồi lại ấn cái nút này, đó, nó lại kích hoạt lên. Thì đây là một vài cái tính năng có sẵn ở trên chiếc Osmo 4 này, thì mình sẽ chỉ sâu cho anh em sau. Còn đó, hộp thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. À quên, hộp thì mình có nhắc đến một cái ring. Thì cái ring đấy là để làm gì thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Chúng ta thì vẫn sẽ có một cái túi và một cái dây đeo. Nói chung là mình khá là thích cái chất túi này. Cái túi này thì nó là cái túi vải, đó, trông khá là xịn sò và sang xịn mịn mà. Ok, và đây thì chúng ta có một cái tấm để gọi là cái thước để đo cái miếng nam châm để nó dính trên này. Còn đây chính là cái ring, cái mình đã sẽ nói đến tiếp theo ở đây. Thì cái này nó chính là một cái miếng nam châm, nó gần giống như cái ngàm ở đây. Tuy nhiên thì nó lại là một cái nam châm không, nó dính thẳng trực tiếp lên lưng máy, thay vì là nó có một cái ngàm đỡ như thế này thì nó chỉ dính cái này lên thôi. Và các bạn có thể, đó, ui dính chặt lắm. Rồi, thì nó sẽ chỉ cần là như vậy thôi là anh em có thể gắn được điện thoại lên. Vậy thì bây giờ chúng ta gắn như thế nào? Thì ở đây mình sẽ chỉ cho anh em xem. 2000 years later. Và sau khi mình gắn xong cái nam châm này thì mình sẽ gắn trực tiếp lên cái gimbal cho các bạn xem. Ui, chặt thế. Rồi, vậy đơn giản chỉ là bật lại và chúng ta sử dụng thôi. Đó. Cái điểm lợi của cái việc mà khi chúng ta không có cái thanh kẹp ngang mặc định sẵn ấy, thì cái góc của các bạn nó sẽ rộng hơn, các bạn thấy không? Cái góc của bạn khá là rộng. Đó. Các bạn sẽ không phải lo lắng việc là chúng ta bẻ quá hay bẻ gì cả. Đó. Có nghĩa không ảnh hưởng gì đến cái việc chúng ta điều khiển. Tuy nhiên thì sẽ có một vài cái điểm hạ nhỏ nhỏ mà các bạn thắc mắc là ví dụ như gắn cái nam châm này lên thì có ảnh hưởng gì đến máy hay không, hay là cái việc mà các bạn nam châm như thế này mà chạy ấy, thì nó có bị rụng ra không trong lúc chạy.
Thì mình nghĩ là mình sẽ test thử cho các bạn ngay sau đây để xem là nó có bị rơi ra hay không. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem là tính năng của cái gimbal này có những cái gì. Thì mình đã cùng mở hộp và trải nghiệm sơ qua cho các bạn xem là cái tính năng của con Osmo 4 này có những cái gì update. Thì theo mình đánh giá thì với cái khả năng là motor nó khỏe hơn này, cũng như là cái hệ thống ngàm gắn 5 châm mới này, thì nó sẽ giúp cho là cái Osmo 4 này có khả năng hoạt động cao hơn so với Osmo 3, cũng như là việc trông cái thẩm mỹ khi mà các bạn sử dụng gimbal cũng như là độ tiện dụng tăng lên rất là nhiều. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái ngàm này để cho các bạn đỡ phải lo rằng là cái việc mà ví dụ mà các bạn đã gắn cái 5 châm này lên cái máy chính rồi, bây giờ nhớ máy phụ hoặc là các bạn cho mượn máy mà muốn gắn lên thì các bạn làm nào, thì đơn giản là chỉ cần cầm theo cái này đi nữa, kẹp vào và chúng ta cân lên là xong. Đó. Ok, anh em có ý kiến gì về chiếc Osmo 4 này hay là muốn mình làm thêm video gì về cái con Osmo 4 này thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Còn bây giờ thì video mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn anh em theo dõi. See ya.